chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. iPhone chờ đấy, iPhone 14 năm sau sẽ có tính năng zoom siêu đỉnh của Samsung. Hai tác hại khôn lường nếu không bảo dưỡng điều hòa thường xuyên. iPhone chờ đấy, iPhone 14 năm sau sẽ có tính năng zoom siêu đỉnh của Samsung. Một báo cáo mới từ Hàn Quốc đã nhắc lại một lần nữa về dự đoán iPhone 2022 có thể là iPhone 14 sẽ có camera sử dụng ống kính tiềm vọng. Báo cáo chủ yếu xoay quanh nhà sản xuất linh kiện điện tử tự tính Jawa Electronics dự kiến cung cấp thiết bị truyền động ổn định hình ảnh quang học OIS có tích hợp lấy nét tự động AF cho camera tele của iPhone 14. Ống kính tiềm vọng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một cấu trúc camera gấp lại sử dụng một lăng kính hoặc gương ở giữa ống kính để phản xạ ánh sáng. Hệ thống này cho phép các nhà sản xuất điện thoại thông minh tăng cường khả năng zoom quang học mà không cần phải tăng độ dày của điện thoại thông minh hoặc độ lồi của camera. Sự thật là Samsung sở hữu nhiều bằng sáng chế quan trọng liên quan đến camera zoom gập lại và do đó, Jawa sẽ phải xin phép ông lớn này khi muốn sử dụng. Công nghệ OIS của công ty cũng được phát triển với sự hợp tác của Samsung. Samsung đã sử dụng công nghệ zoom gấp của mình từ năm ngoái và một báo cáo vào tháng 11 năm 2020 cho biết Apple quan tâm đến việc mua ống kính tiềm vọng từ gã khổng lồ Hàn Quốc cho những chiếc iPhone tương lai của mình. Vào thời điểm đó, Samsung được cho là từ chối yêu cầu của Apple để duy trì lợi thế cạnh tranh cho dòng điện thoại thông minh Galaxy cao cấp của mình. Vẫn có khả năng Apple sẽ yêu cầu nhà cung cấp module máy ảnh LG Innotek mua một số linh kiện từ Samsung Electromechanics để tránh rủi ro vi phạm bằng sáng chế. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về iPhone 14 vì hiện tại mọi con mắt đang đổ dồn vào gia đình iPhone 13. Đây sẽ là những điện thoại hứa hẹn gây sốt nhất trong năm. Hai tác hại khôn lường nếu không bảo dưỡng điều hòa thường xuyên. Máy điều hòa có công dụng làm mát và lọc bụi bẩn trong không khí giúp con người dễ chịu hơn. Cũng giống như bất kỳ thiết bị gia dụng nào khác, điều hòa cũng cần được bảo dưỡng và vệ sinh để đảm bảo tình trạng tốt nhất cũng như không gian sống trong lành cho con người. Điều đáng tiếc là nhiều người vẫn chưa chú ý đến việc bảo dưỡng điều hòa định kỳ sẽ có ích ra sao bởi nó sẽ giúp giải quyết hai tác hại dễ thấy nhất dưới đây. Hầu hết mọi người đều đợi đến mùa hè khi máy hoạt động nhiều hoặc khi gặp sự cố như khởi động chậm, giải nhiệt kém, kêu to mới chịu bảo dưỡng máy điều hòa. Điều này khiến việc sửa chữa mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn vì phải thay thế linh kiện. Trong khi đó, việc không vệ sinh, bảo dưỡng lâu ngày cả dàn lạnh và dàn nóng sẽ khiến chúng bị bám bẩn, cản trở quá trình tản nhiệt, dẫn đến tiêu hao nhiều điện năng, thậm chí gây quá tải và hỏng máy. Ngoài tác dụng làm mát, máy điều hòa còn có tác dụng lọc sạch không khí, loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc. Theo thời gian, ở một số bộ phận của máy sẽ tích tụ các hạt bụi bẩn cũng như vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên, các mảng bám và vi khuẩn này sẽ cản trở quá trình trao đổi nhiệt giữa dàn nóng và dàn lạnh, gây ảnh hưởng đến khả năng diệt khuẩn của máy lạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.